Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn về cái dự án Island War, cái đồng token TLM, một trong những dự án gain MST đang cực kỳ hot hiện nay và giá trị của nó đang tăng rất là mạnh, bởi vì hiện gần đây thì cái trend NFT game đang cực kỳ hot và đang cực kỳ phổ biến nhá. Ok, ở đây thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chơi game ở trên cái site Island War và nhận cái đồng token TLM này miễn phí nhá. Ok, đầu tiên thì bạn sẽ phải có tài khoản ở trên WhatCloud Wallet. Thì mình đã có một cái video hướng dẫn cho bạn cách đăng ký và sử dụng cái ví này rồi. Bạn nào chưa chưa biết cách ấy, thì các bạn có thể xem ở cái video mình đặt ở phần mô tả nhá. Ở đây thì các bạn sẽ login này, login bằng cái ví WAC.io ấy. Các bạn nhấn vào phần login. Đây thì các bạn sẽ login bằng cái tài khoản mà các bạn đã đăng ký ở trên ví WAC. Sau đấy các bạn chọn có thể là Gmail hoặc là có thể là Facebook hoặc là Twitter nhá. Sau đấy các bạn tích vào đồng ý này. Đấy thì các bạn sẽ được chọn nhân vật là human hoặc tức là trai hoặc gái đấy, thì các bạn có thể tùy chọn nhá. Ở đây thì mình sẽ chọn nam. Sau đấy các bạn tích vào hai cái ô này này, đồng ý với các điều khoản của nó nhá. Và phải trên 18 tuổi thì các bạn mới có thể chơi. Sau đấy các bạn nhấn I am ready. À đây chúng ta sẽ phải nhập name nữa này. Sau đây các bạn nhấn I rep đi. Và các bạn nhập email vào nhé. Và các bạn nhấn vào sign me up. Ok, thì chúng ta chờ khoảng tầm vài giây để cho nó load. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ bị cái lỗi là lỗi CPU à. CPU này thì các bạn khắc phục bằng cách là các bạn truy cập vào cái ví của các bạn ấy. Các bạn login vào. Các bạn ấn vào phần show code này này. Đấy. Thì các bạn có thể stack cái đồng hoặc số lượng là có thể là 1 đồng chẳng hạn, hoặc là 4 đồng, 5 đồng đi. Đấy, thì các bạn có thể stack để tăng cái khối lượng CPU và RAM lên. Các bạn ấn approve. Đấy. Sau đấy thì các bạn quay trở về cái game và các bạn load lại nhé. Các bạn nhấn sign up me. Ok. Thì các bạn sẽ vào đây và các bạn sẽ nhấn let's start này. Ok, ở cái phần này các bạn nhấn let's start này để các bạn có thể vào tiến hành khai thác. Tôi muốn chọn một nơi để đào. Ok, các bạn sẽ nhấn vào phần tôi muốn chọn một nơi để đào này. Thì các bạn sẽ khai thác được cái đồng TLM nhá. Các bạn chọn đây. Ok. Các bạn chọn một cái địa điểm để các bạn có thể đào. Các bạn chọn bất kỳ nhé. Sau đây các bạn nhấn Z Let's mine here. Ở đây thì các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ phải chia sẻ cho chủ sở hữu 6%. Và chủ sở hữu có tên là Alex Q1 này. Ở đây tài khoản chúng ta là mỗi một tài khoản thì chúng ta đều có cái định định dạng như thế này, chấm wam này.
Ok thì các bạn nhấn vào Let's Smile Here. Chúng ta sẽ phải xác nhận ở trên ví WAP, giống như xác nhận confirm blockchain nha các bạn. Ok. Các bạn nhấn approve. Chúng ta sẽ chờ cho nó vài giây thì nó sẽ đào nhá. Tức là nó sẽ khai thác. Ở đây thì nó sẽ cho phép chúng ta chọn một cái vùng đất. Thì các bạn nhấn vào phần chọn. Đấy, các bạn xem thông tin này. Sau đấy thì các bạn nhấn mai, tức là đào ấy. Và các bạn cứ nhấn mai thôi thì các bạn sẽ đào được cái đồng TLM này. Đấy, sau đấy các bạn nhấn claim. Các bạn nhấn approve. Cái lỗi gì ấy? Túi của bạn trước khi đào. Ok. Ok, ở đây thì chúng ta phải chọn cái phần này thì phải. Bạn phải set do batch trước khi mining. Ok, đây thì mình sẽ. Ok, sau một hồi mò mẫm thì mình đã đào được này. Các bạn có thể thấy là mình khai thác được 0.0089 TLM. Các bạn có thể thấy số dư nhá. Đấy, thì chúng ta quay trở về. Đấy, thì chúng ta chờ và các bạn chờ cái thời gian này nó trôi nó tiếp tục thì chúng ta sẽ tiếp tục có thể mine được tiếp nhá. Đấy thì mỗi ngày chúng ta vào click liên tục như thế thôi, cứ mine liên tục thôi. Đấy thì chúng ta sẽ đào được cái đồng token này, đào được đồng token TLM. Đấy, số dư của chúng ta nó sẽ hiển thị đây các bạn này. Đấy, my back là cái này này. Là các bạn sẽ phải set cái my back này. Cái my back này là nó set ở cái phần đâu nhỉ? Lúc nãy mình vào chỗ nào? Đây, my này này. Thì các bạn ấn vào thêm ở đây này thì nó sẽ có cái phần này. Các bạn ấn vào để cho nó vào, tức là chúng ta set một cái my back, tức là cái công cụ ấy, kiểu dạng như công cụ để đào ấy. Lúc đấy thì lúc nãy mình dịch ra mình tưởng là cái túi, nhưng mà đây là cái cuốc, ví dụ như cái cuốc đào ấy. Đấy thì theo mình hiểu nó là như thế, để chúng ta phải có công cụ thì chúng ta mới có thể đào được. Và cứ sau thời gian này này thì chúng ta lại tiếp tục vào đào thế thôi. Và nhiệm vụ chúng ta là ngày nào cũng đào như thế thì các bạn sẽ có được tiền nhá, rất là nhiều tiền đấy. Có rất nhiều bạn kiếm được kha khá. À, khi mà cái giá trị cái đồng TLM tăng cao ấy, thì các bạn sẽ hiểu được chúng ta kiếm được rất nhiều tiền nhé. Ok, sau khi mà hết thời gian chúng ta lại tiếp tục vào mai. Các bạn nhấn mai thôi. Ở những cái video tới thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em gọi là kiểu là nâng cấp và đầu tư các thứ. Hiện tại thì vẫn chưa có cái thông tin thì mình sẽ cố gắng tìm hiểu về cái dự án này thêm. Để mình sẽ làm video update cho các bạn nhé. Bởi vì cái những cái trend như là NFT coin nó đang hiện ra, nó rất, đang rất là hot. You are out of CPU stack work.
Ủa? Sao mà CPU nó suốt ngày bị ấy thế? Ok, để giải quyết được cái vấn đề về cái phần lỗi là lỗi CPU ấy thì các bạn sẽ phải thực hiện các cái bước ở trên ví thao tác ở trên ví Work Cloud Wallet ấy. Các bạn sẽ phải stack cái đồng đây này. Các bạn sẽ phải stack cái đồng Work này ở trên phần này. Các bạn kiểm tra ở phần này, show code này. Các bạn xem một cái phần nào nó bị chiếm nhiều phần trăm ấy thì các bạn stack vào. Và cái phần stack này chúng ta không bị mất nha các bạn. Các bạn sẽ nhận được thêm phần thưởng là cái đồng Wax này thôi và sẽ được gỡ ở trong bài sau 72 giờ. Đây ở đây mình sẽ dịch ra cho các bạn xem nhé. Đây này. CPU được thể nếu bạn bạn có thể đặt cược mã. Lưu ý rằng có một khoảng thời gian đấy. Tức là unstack trong khoảng thời gian là 72 giờ nhá. Đấy, ok thì ở đây thì mình sẽ stack cái RAM đang ngốn nhiều đúng không? Đây. RAM mình sẽ stack 50 đi. Chơi 50 cho nó máu. Nhấn bài. Không được à? Hai mươi xem nào. Ok. Đang section succeed này. Đấy các bạn nếu ok. Ta load lại xem nào. Sao nó vẫn ngốn nhiều ấy nhỉ. Chúng ta quay trở lại game nhé. Các bạn nhấn claim. Ai mò mày mấy cái game này nó hơi đau đầu các bạn. Thì chúng ta ở đây thì các bạn cũng hiểu rằng mình mới tìm hiểu thôi và mình nghiên cứu và mình làm video sớm luôn cho các bạn. Thì tất cả chúng ta đều có những cái trải nghiệm mới mẻ ấy. Thì các bạn sẽ cùng mình để có thể tìm hiểu và khám phá những cái dự án game blockchain NFT dạng như thế này để chúng ta có thể kiếm được coin, kiếm được tiền và kiếm được lợi nhuận nhá. Ok, có vẻ như là mình đã claim thành công rồi phải này. Chiu. Đấy, thì các bạn có thể thấy là mình đã nhận thêm CLM rồi và cứ 2 phút vào khai thác một lần. Đấy, nói chung là nội dung của video này là hướng dẫn cho anh em kiếm cái đồng token này hoàn toàn free ở trên nền tảng Allensware, dự án game NFT blockchain đang rất là hot và đang rất là thịnh hành hiện nay nhá. Các bạn cố gắng tham gia và tìm hiểu nhá. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiền Sư Phụ. Những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhá. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.